Tích thứ năm, khác không uống nước. Thuở xưa có một kẻ ngu si vô trí. Anh ta hết sức khát nước và mong có nước để uống. Khi thấy ảo ảnh giữa trời nắng gắt, hắn nhầm tưởng cho là nước nên liền chạy đến, rồi lần lần theo tới được dòng sông ấn. Khi đến bờ sông, anh ta chỉ nhìn chầm chầm mà không chịu uống. Thấy vậy nên những người xung quanh mới nói rằng. Thấy anh khác dữ lắm nên mới chạy tới đây giờ anh đã tìm thấy nước rồi sao không uống kẻ ngu trả lời nếu như có thể uống hết thì tôi sẽ uống nhưng nước ở đây quá nhiều tôi sẽ không bao giờ uống hết đâu cho nên tôi sẽ không uống một giọt nào khi những người xung quanh nghe anh ta nói thế họ đều bật cười lớn đây cũng như có hàng ngoại đạo cứ cố giữ cái luận thuyết của mình họ tự nghĩ rằng sẽ không thể nào thọ trì tất cả giới luật của phật cho nên họ không chịu giữ giới nào cả bởi vậy mà ở tương lai họ chẳng được một phần nào của đạo và phải lưu chuyển trong sanh tử họ cũng giống như kẻ ngu kia bị người khác cười bởi vì tuy thấy nước nhưng không chịu uống vậy